kiểm soát tình cảm. Khi ta thấy có cái tôi rồi thì ta phát sinh tâm lý ích kỷ, tức là chỉ muốn cho mình. Lúc này sẽ phát sinh thêm tình cảm thương ghét, tức là cái ái. Nguyên nhân của đau khổ cũng từ trạng thái thương ghét mà ra. Do thương điều này, ghét điều kia, dẫn đến đam mê và thù hận, thì từ đây mới sinh chuyện. Từ thương ghét này sẽ có tạo nghiệp. Trong nghiệp này có nghiệp lành và nghiệp dữ, như nâng đỡ người này, chà đạp người kia, giết hại người nọ. Khi đã tạo nghiệp rồi thì nghiệp lực buộc ta phải tái sinh để trả nghiệp. Lúc này quá trình đau khổ kiếp người bắt đầu diễn ra. Vậy tình cảm thương ghét chính là khởi đầu của đau khổ. Hiểu được điều này, chúng ta cân nhắc kỹ lưỡng tư tưởng và kiềm chế hành động của mình. Đừng để quá thương ai hay quá ghét ai rồi lại tạo nghiệp. Ví dụ như mình thấy một người đáng kính, mình khởi tâm kính trọng là đã thành nghiệp lành. Hoặc mình thấy người đáng kính mà mình coi thường thì sẽ thành nghiệp dữ. Do xoay quanh bản ngã mà ta có tâm lý thương ghét. Ví dụ như ai có lợi cho ta thì ta thương, hay ai nói xấu ta thì ta ghét. Khi ta hiểu được điều này thì ta sẽ kiểm soát được sự thương ghét. Khi ta thấy thương ai thì ta phát hiện ra ta đang ích kỷ. Ta thương họ vì họ có lợi cho ta, ta ghét người nào vì họ gây bất lợi cho ta. Hiểu được điều này, từ đó ta kiểm soát được tâm lý thương ghét, nhẹ bớt tình cảm và bớt tạo nghiệp. Vì không có cái gì hay bằng biết rõ chính mình và chiến thắng chính mình. Khi biết được cảm xúc ghét thương trong lòng mình thì ta bắt đầu kiểm soát tâm hồn của mình từ từ. Trích Tứ Thánh Đế. Kính thưa, làm sao để sống trong cuộc đời mà không bị lầm lỗi? Trả lời, phải thực hành đúng con đường Bát Chánh Đạo bằng tất cả quyết tâm, tất cả cuộc đời. Phải hiểu rằng, chánh kiến là hiểu đúng đạo lý ở đời, chánh tư duy là thanh lọc nội tâm, chánh ngữ là không nói điều sai lầm, tổn thương, dối trá. Chánh nghiệp tạo vô số điều phúc lành mà không mong cầu quả báo. Chánh mạng là có một nghề chân chính để nuôi bản thân và gia đình và tạo phước. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thực hành bằng cách tu tập thiền. Càng tu càng thấy lỗi mình thì trí tuệ càng cao. Vì thế, bước đầu tu hành nên cầu nguyện Phật gia hộ cho con thấy lỗi của mình từ trong thầm kín. Từ đó, mỗi ngày ta càng thấy lỗi của mình mà nhanh chóng sửa sai. Đến khi ta chết, ta sẽ ra đi một cách thanh thản, bình an, không đau đớn.